Ừ, Cái cái gỗ gốc không phải giờ ơi. Chịu lắm hàng lấy cái xuống đào ơi. Mình cũng muốn động. Lấy cái gì đào mà được. Ở trên cái trại mình lấy có giùm cái gì cái gì xuống đèn gì không à? Ông điện. Đóng có giống á, dữ lắm nhiều mà. Đang chơi rồi. Ừ. Ôi còn nhiều lắm hay gì ta ơi. Nhiều giúp con này trơn đi mưa nãy giờ. Dữ lắm nhiều. Hai con luôn. Ôi cái đó luôn. Gì? Mới lên cá lóc nhảy lên hả? Dính đâu dính đâu? Wow! Chạy hả? Mới bắt dính mừng quá mừng chơi lên cho mà anh em xem. Rồi để đây chút xíu nó bắt lại. Rồi mới động đó là nhảy ra cái đường. Nhảy ra cái gì? Nó biết cho cái bọng vô đó nó nhảy ra nó chạy vô thoát mà. Chạy vô bọng lại. Có lý rồi nha. Có lý rồi đó, anh Phúc ơi. Vui cho là phải có cá không làm thế mừng đó. Nó chỉ làm một bữa nha. Nhỏ hả? Đầu dập lên đó. Hai ba thớt gì đi. Đông anh em chứ mà ít thì dọn không thổi đâu. Trời cho mướn luôn. Chính là có trời dơ lên cho anh em xem hả? Rồi mà công nhận cá lóc mạnh thiệt nha. Đúng là cá lóc đồng đó, mạnh ghê dữ cái đi được trời. Kìa nhảy con nữa kìa. Trời ơi tụt xuống rồi. Cá lóc nhảy lên chạy nữa kìa. Đó là lưới bánh mốc. Ủa khôn cơ trời nhảy lên lưới hoài ha. Đâu đâu vô lên cái cầm chắc nha. Wow. Lên anh lên lấy cái giọng mỏi luôn đi. Hết sức luôn rồi, con đó là con thứ ba đó. Nãy em thấy con nhảy tụt xuống lại. Bỗng dây vô quen đó. Dạ. Cố lên anh em ơi. Chút mưa xong rồi. Dạ. À, thấy của có lý rồi đó, có khơi sắc rồi. Cá lóc kho thịt. Dạ dạ để em lấy nó. Nắng quá cả nhà. Cá lóc này mà kho với thịt ba rọi ha. Vị lắm đã luôn. Với thêm một ít hột vịt nữa. Thêm một mớ vừa cải vừa mua cải muối nữa ha anh ba. Thấy 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 thấy. Kiểu đó là thấy nào mình làm. Hy vọng hôm nay anh em cá được như khá khá anh em chia nhau về để mà chuẩn bị một cái tết tết mà gì nhâm nhâm dần hả ta, năm nay là nhâm phải không, nhâm dần. Ôi cuối cùng thì cái khâu mà dọn rau muống cũng đã xong rồi. Bóp ơi chút xíu nữa là xong như cái khâu rau muống rồi bóp ơi. Mệt quá. Sao sao? Đông người dọn hơn hơn máu hết rồi. Này là muốn ba người xuống đây ngày về luôn chứ dọn gì đâu. Cạn. Bích trịch mương vô muốn hết. Này nãy vừa đem cái nôm thì ta lấy cái nôm cái này. Có nôm được ha. Mương này nó không có bùn nè.
nó cứng thừa à. Nãy giờ đụng mấy con cá nó mà bắt chưa được không? Chúng cho muốn nghịch nghịch cái nó giọt ra. Giờ lên uống nước đi Điền ơi. Mình xuống bắt anh Điền ơi. Chúng mình lấy máy mình bơm cho này cạn nữa không? À, cái bình bơm của mình nó hỏng lên trên này kìa. Như đó mình mò bắt không được chứ gì nó. Rồi, nước ngang gối mà. Nước này nước mà. Anh em mình lặn hộp còn mò được, cái nước này mò không được. Em phải hỏi chú chứ hả? Dạ. Ở trong mấy góc gáo mình đó có mấy cái hàng dữ quá kìa. Để đi chút xíu mình vô mình bắt cái hàng đó. Lết vô đang lứt. Nó có dọn thôi mà con cá nhảy lên lưới cả nhà. Ờ, chú vô đó hồi nãy. Để cái hàng đó. Ghê, hàng chú ốc gáo đó. Xíu bắt là nghi mệt chút đi. Lên cá lóc. Ủa cá lóc được cũng trọng trọng nha. Ở đây đi em chút xíu nữa có bạn vô em. Thôi anh cầm giọng đi thấy ơi. Anh chỉnh vô nó làm mũ. Xuống nước không được đâu. Ủa cá rô mời bự vậy? Hết đi cá rô mời bự. Hả? Thôi nãy kìa. Bắt luôn đi cá sạch. Gì bữa nay không bắt ốc hả? Cá lóc bắt không? Bữa không nữa thôi. Cá lóc còn cá lóc đầu tiên nữa. Thôi đang còn nữa nha ơi. Quá sao đã rồi. Coi trên lưới mình coi nãy giờ nó có nhảy lên con nào nữa không đó. Vừa vô thôi. Hai con nữa là được. Ba con rồi hả? Ba con rồi. Ôi nó chú dí giống gà. Nếu giờ mình đi thì sớm nhóc giấu chơi nè. Thôi kìa. Một con cá lóc hả chị? Cá lóc hả? Ê, cá rô luôn rồi, con nào nấy bự. Dữ lắm cá bò. Cá rô bự luôn. Đây đây cầm coi. Nào nấy đen nè. Ở đâu? Ờ chắc hồi chắc nó sang làm trọng bò luôn quá. Quá hào cá nhà ơi. Tay anh xuống nước không được đâu. Trời ơi. Hết hồn của con cá lóc bự dữ. Trời. Trời. Cá rô. Cá rô dữ lắm bự vậy đâu ơi. Nào. Cái gì mà cá rô nào nay cũng khiếp cá rô rồi trời. Nó vô chọc áo rồi. Trời ơi, cũng khiếp cá rô chứ. Quậy cho bánh ngồi á. Thằng này bị vô muốn nhiều nè, muốn bịch cá rô lắm. Phương, dư vô giò em có con cá gì dư giò nè. Đâu? Chân chân giống cá lóc qua dư vô giò nè. Đó, dư giò lên nha. Đâu mà cá lóc. Dư giò lên nha. Đâu phải. Chui xuống giò. Quá trời điền cá này. Bỏ đây ha. Đây đấy. Hay lắm. Anh làm cho. Bữa nay cá rô cá có nhiều quá sạc á. Để cái hàng bên đó đi chút xíu mình vô mình bắt cái hàng. Cái gồn ha. Bỏ cái hàng láng lự luôn kìa. Đây đi chút xíu mình bắt cái hàng láng luôn. Rồi cái vô con nào nấy. Còn mất được con mất. Còn bây giờ bự quay cái mương này mùa nước tới giờ mà ta dọn lại cá nhảy ham mất rồi anh bự hả. Anh bự bằng cái ao trời, trời cái rô con nào mấy gian như mà trong cái ao mà nuôi vậy dính vô hay luôn đó không biết con tính rô cả nhà ơi. Cái này mà trúng mắng cái đìa này rồi quá trời vô muốn mà. Cá rô này mà mình kho với thịt cà rô cũng ngon nữa nha. Biết luôn kìa, nó đầy một cái vô kìa. Chặt nó ha. Nãy, dưới giò em con nữa hay gì nè nãy. Có rồi. Dưới giò nè. Cái ngọt này được. Họ đây quá. Được đó. Rồi. Mình lắp cái hàng hả? Giúp dùm hàng để chờ mấy nè. Dù anh Hải rồi anh mớp lên mò. Nhiều nhẹ quá. Để đi nướng chút xíu nữa mình bắt nước. Để đi lấy hồi cho giúp đứa đó đi. Cái ấm hẹn. Để đi anh. Em mò ngoài này trước đi chút xíu mình bắt hàng sao.
Cái hàng ngang mò đi. Hả? Cái rô nữa hả? Cái vô thôi bằng con cá này ba chị thị. Cái vô bằng bằng không à? Anh chị ơi, anh chị. Dạ. Anh chị ơi. Cái giống vậy hả? Anh vào luôn đi. Tiếp cho vô luôn. Cá nó bự. Wow, cũng khá hay nha. Bự cái này. Ồ, có cá ăn Tết rồi. Có cá rồi. Thuốc ơi. Con cá gì mà nó vô cái ống quần con nước ơi. Đâu đâu. Đây nè, chúng nó vừa. Vô rồi. À mình cái chốt. Nhanh lên, nhanh lên. Cái chốt nghe nè. Con cá lóc. Cá lóc này nó cắn cá lóc lên nước chứ chiếu lên lên trên là nguy hiểm rồi. Tiêu bóp luôn quá. Kỹ kết luôn quá anh bóp. Trời cá luôn. Họ đi giấu quá. Em vừa đi em vừa dậm giấu nè chút xíu ngồi lại nữa nè. Hết chạy qua đây rồi dọn đây luôn hay gì vậy? Dính chưa? Dính nè dính. Con giấu không? Đâu có cá lóc nữa. Ừ, ừ, cái nhà quá cả nhà ơi. Trời cá rồi. Quá xá rồi. Này, đây đây, đây đây. Về để thấp luôn, dội trên xuống cho mọi người xem. Mình nói mưa kìa. Cá rô nào nấy. Đúng là bữa nay đúng là cá rô mời luôn á nha. Chiếc này chia gì hết được rồi. Chia gì phải thịt được rồi. Ồ, quý vợ. Wow. Hay quá anh Điền ơi. Vô luôn. Chào lại tôi. Ngồi nhỏ quá. Nhỏ quá thả đi. Hả? Bữa nay rồi bộ nó nhiều quá. Móc bay móc vô đây móc. Cái nhỏ chê sẵn lại. Rồi nhỏ lại sang năm mình có mình bắt tiếp. Vừa đi mình dẫm giấu luôn hái chút xíu quay lại mò nữa nãy. Cái hào quá cả nhà ơi. Vậy hồi lại xuống giấu nha. Quay đi cho cái. Mỏng không em mất? Không mất. Dính không mất. Cái bài mày. Cái bài hả? Mày ơi. Ủa ngon. Mặt thật lộn ha. Vô. À. Còn dứt bọng giống đây nha. Đó à. Rồi cháu qua quên lên bóng bóng ơi. Còn đây. Giờ anh em mình dạo lại cái quận 3 nha. Biết gì nãy giờ lại cá lóc mini nữa. Ừ, nữa hả? Long quần nhìn năm cái vô đem về chiều con ăn được quá trời. Nè, thôi lấy đây nè ông ơi. Trời ơi, nhớ nó chia sao mà xả gì lớn. Chị vô không? Có, chứ chị anh đó. Lộn quần. Ba hai con này là về với bà xá ăn đủ rồi. Hồi giờ em phước về tôi xét phước rồi được rồi. Con ăn ha. Ôi con ốc nó ốc lát gì vậy ta? Ê chứ 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 chứ. Dạ. Bu vàng. Gần lại đây mình bắt cái hàng luôn coi. Nó lư kìa. Được hai con luôn. Hai con luôn hả? Hai con vô cổ. Đâu? Ôi, hai cái rô. Hai con vô cổ luôn. Cắt cắt trong hang. Wow. Trời ơi, hay.
hai con. Cái này cá ngon không anh Điền ơi? Đụng cái hang lại nha. Còn con nữa. Thấy ra muốn ném lại vô tìm nó ra đó. Nhấp cái này cho nó bự lắm, bự. Chịu lắm, hàng lấy cái xuống đào ơi. Cái gì đào mà được. Ở trên cái trại mình lấy giùm cái gì nè. Xuống đen gì không anh Điền? Không có dấu á, giữ lắm nhiều mà. Chơi rồi. Chưa đào. Anh Điền dọn trống rồi đó, nó mất nét. Anh Điền anh đi lấy cái xuống đào được. Xuống đen gì. Kìa anh lấy cái này. Giữ lắm cá luôn. Giữ lắm nhiều hả? Trời ơi, nó mất kìa anh ba ơi. Không nhúc vô mà. Dọn cái trống nó cầm cái nó nhét nó nhúc vô. Giữ lắm nhét. Kìa cái này có hai bạn. Giữ lắm cá. Kìa anh Phước anh đào thò tay vô bắt. Cái này sâu à. Cầm cái này quá kính mà. Đâu nước vậy anh ba? Kìa không mất. Ôi trời trời, coi cái tay. Trời ơi, đầu. Ồ, đục ngầu trong trên kìa. Đi, sớm gì vậy, nó vô đây kìa. Lấy dặm lên thấy ơi. Sao em giỏi cái anh mất. Dặm đi. Trời ơi, cái rô. Mạnh lắm mà. Điểm 10 ngàn. Hai. Hai con hai. Hai cái rô hả? Rô vô. Dữ lắm cá kìa. Ba con cái rô. Trời ơi, ngầu ra. Bình binh trong này mà. Bạn ta lóc, cá lóc. Điểm rồi. Trời ơi, còn nhiều lắm hay gì ta ơi. Nhiều rút con này trơn đi mà nãy giờ. Điểm lắm nhiều. Hai con luôn. Cá lóc bự rồi. Trời ơi, cá lóc bự. Ngon. Cái này cũng ngon nè. Dữ lắm nhiều con á. Mấy con là điểm bên này. 6 con hay vậy? 6 con rồi. Cá lóc nữa. Quá nữa, thêm già nữa nè. Không có chơi ta. Ồ, sớm mình dọn mà rút luôn mà. Muốn đó, động á, rút luôn ha. Hang này quá lửa. Quá rút. Y cái chài mình tiếp cái nữa anh. Tiếp cái nữa. Mình sâu dữ vậy ta. Cái bao cao. Sâu dữ vậy. Cái bao cái gì ta. Lộn dữ. Ờ vậy là tìm cái cán. Mày tìm cái cán. Chúng vô. Chúng cái cán đó. Ta dài mà. Dỡ hai giò anh mất nhét vô coi. Thật lớp vô, đẻ mất vô coi. Ờ đang mất. 6 con lóc hả? 2 con lóc rồi. Đù 6 con hay 3 gì? Con vậy? Con lóc rồi 3 con 4 cái vô. Anh Hải với anh Phước ai ông này không biết ông nào trúng nè. Nè. Kìa con nó kìa. Con nó mè nữa kìa. Mấy con lóc mất. Không biết tôi nhớ đếm 4 5 con gì mà. Đó, còn không? Đây. Cục gì? Cục chưa? Cục chưa? Cùng à. Rồi, trời cho hàng bên quậy trong đó kìa. Ném lại đi 11 con này nữa mình lại làm nữa. Để đi sang năm mình bắt nữa. Quá sao đã rồi. Mình qua bên cái bọn bên kia thứ ra. Công phu dọn dữ lắm mệt cả nhà ơi. Cái đìa nè. Dữ lắm hết. Mình lấy lại đi giờ cái lưới. Lưới cái gì cái đầu dưới này lại mới được. Cá lên đây bên đầu dưới cái mình dỡ dựng cái này lên mình bắt à. Ê, có con cá lóc, mới đụng rồi. Chưa bịch chưa, bịch kín chưa? Bịch đầu dưới đây. Dựng tiếp à, dưới đây rồi. Từ cái mộng này như ba tắc gì á. Bây giờ mình dựng lên luôn. Mình động cái cá nó vô đây. Mình dở lên mình để trên đây. Cái đầu này lên trước nè, cái đầu này cá nó nhảy vậy nè. Dở đem lên trên luôn á. Bảo thôi tiếp cái này nè. Điền để ở dưới đi đừng bỏ còn muốn vàng cái vô có gì không làm nó làm nó làm xuống đi thiên bà luôn này, chắc lắm vậy coi có không điền lên bà ơi có cẩn thận đừng có nó ra đó đừng hẩu đấy không thấy kỳ vậy có lóc kìa đó lội trong kìa có được có con kìa để tôi móc cho bớt đi. Tôi thui không thấy gì hết. Có. Ê, đi. Sỉnh không. Để dàn vô đi bắt luôn nè. Sỉnh không hả? Gì vậy? Có nhiều nguyên nguyên nguyên. Cá nguyên lóc hả? Kìa kìa được con cá lóc kìa. Cá lóc mini. Tưởng không có. Nhắm 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 lên cho mớp bắt. Nè, ta anh dạy mấy con mớp. Ủa cá lóc nữa. Nữa nữa. Dữ vậy. Có lý vậy. Giúp vô bọng nữa. Ơi. Cha mình chơi chiêu này hay ha. Con nhóc chơi không ơi. Vậy. Cái con cá lóc mình nhóc chơi á. Cá cuồng à. Giúp vô con độc không à. Cái vô là thả đi quý.
Ăn được rồi. Cá nó mập mà. Mập hả? Con này thả luôn ha. Tại sao chứ đâu? Đâu lạ. Đâu nguyên bóng dữ vậy? Hút gạt ra. Anh dính xịn lên hút. Trời ơi, chui vô đây xịn không không à. Núp vô đây luôn. Cái lô gặp đó, đó còn đó. Còn đó. Dở lên đây cho chạy lên đây bắt đi. Từ từ coi chừng nó ra. Còn cái bự nó phóng vô. Đó. Vô vậy. Đó. Bởi hàng gì cái vô chỉ vô phải rồi. Vô cũng vô gì vô. Còn nữa không? Còn nữa. Có nữa cái vô nữa kìa. Thôi. Khúc gì nữa. Rồi, hết rồi. Quá. Rồi đâu đâu đó anh tham. Con đâu con đồ thằng ơi. Mò coi. Con coi lại à. Chạy ăn con đâu. Chạy ăn con hả? Chín rồi. Chín rồi. Đây. Con năm rồi. Đây mình chạy nữa. Con năm cái mình tắt mình không tắt nữa. Ừ, dạo mình chơi với anh giữa tắm anh sơ ra xong mình tắm tiếp. Chơi xin ơi. Đâu nãy coi nãy. Ây, sao mà quá thời gian anh em dễ ra muốn đắt mương cả nhà. Vô mời con đậu nấy kìa. Wow. Biết. Ôi. Cá lóc cá rô. Đây em bắn cá rô này em để lên bàn tay cho của em cho mọi người xem nha. Cả nhà mình xem nha. Lên bà đi. Đây. Nè, coi cá rô nè cả nhà. Đông không đó bà con. Lên. Ủa, nó chạy lên luôn không phút ấy. Chạy đó. Chạy luôn đi em ơi. Thời Sang cũng với toàn thể anh em xin kết thúc clip ở đây. Chúc cho cả nhà mình cuối năm thật nhiều may mắn. Bước sang đầu năm mới phát tài làm ăn thuận lợi, bình vạn sự bình an khang thịnh vượng nha. Xin kính chúc cho cả nhà mình nha. Anh em xin bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại tiếp theo. Xin bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Đây con này, thấy rồi.